thương anh. Giọng ai mà ngọt dữ vậy ta? Anh chứ ai? Ủa? Xin chào tất cả quý vị khán giả có mặt trong buổi tối ngày hôm nay, là chúc sức khỏe và là chào thân thương nhất ạ. Chứ anh đi đâu đây? Thì anh đi tìm em chứ đâu. Người ta đã đi lấy chồng rồi, anh còn tìm em làm gì nữa? Con ca dưới sông anh ngồi anh tắt lưỡi, không biết chừng nào anh mới cưới được em. Chiều mưa sai tay nhé, em chèo thấy em không yêu bạn nhé mà thương anh. Xa cách mấy năm anh về nơi bên cũ, cô uống dèo xuồng đi bạn mấy ngày xưa. Đằng xa quê bờ bến đi theo trong, để anh đau lòng đêm ngày anh nhớ mong. Gửi cánh chim bay về nơi phố nhỏ, cô giờ này đang sống trong giàu sang. Về thăm quê sương gió em mong em giữ lại hương mía mang tình nghe một sáng tác của nhạc sĩ Lê Hùng Út, bài hát đã mang tên Hương Mía Tình Em. Xa cách mấy năm anh về nơi